nhọn xuống nhà này nhọn hoài vậy, nhọn già đó. Dạ. Đây là vụ rồi cũng đỡ hả chú, chứ không đã nổi. Đã, không có đây là. Dạ. Máy cắt hết trơn luôn, đâu có. Đất này lại sâu á. Tại vì cắt hơn đó mình hay đất. Ở khay ra không chứ không khay vô. Làm ruộng khay ra không à chứ không khay vô. Ở nhà tới giờ gần để phân cái biết gì nước lại cái rồi ba bên bút phía nó gõ từ từ xuống cái giấy phân mình chưa thả tiền nào nó chứ có ô nó đẩy cái khay ra như thấp phần ta hả? Ừ, thấp phần ta. Vậy là chú cũng bán đất gạch rồi. Hồi đó bán cải tạo nè. Dạ. Gạch á. Dạ. Đâu rồi đó, miếng đó cải tạo 2 lần đó. Bây giờ nó xuống cao hơn, miếng này có 1 lần 1 à. Dạ. Cái người ta cải tạo, nó cải tạo sao mình mở. Đâu, mấy cái dừa tam quan này đâu chú có, ngon quá vậy. Đâu. Phải là dừa tam quan phải không chú? Dạ. Dạ. Bây giờ lát nữa mày quay một cây dừa mà hai thứ không? Tao chỉ cho mày quay. Ở đâu bạn là bây giờ ông đủ rồi. Ở đâu chú? Có 102. Thiệt cái bộ ở đâu ạ? À? Nửa buồn đỏ nửa buồn đỏ nửa buồn xanh ba cái vừa góc này nè, nửa đỏ nửa xanh rồi một cái nửa tái đỏ nửa tái xanh rồi buồn nguyên một buồn xanh một buồn đỏ một cây một rồi nó không nhân quậy ớn rồi nghe nó ớn rồi hả à? Ớn rồi con ớn rồi sao ớn ớn à giống giống vừa thiên quá trời vậy đó vừa làm vừa là thiên mà tái xài gì lắm nha chú đó con chú hả con dạ chú bảo vệ nè, cái dừa này nè chú bảo vệ mấy dừa đó đi chú gái coi cái món này chú bán nó kỳ rồi mà chú nói cái dừa mà ra mấy tuột ở bên Bến Tre chú nhớ không cái dừa mà nó ra năm tuột chú năm tuột có bốn tuột con không nhớ bằng máy nhưng mà tuột cái chú nhớ không à, lâu quá nó ra mấy tuột chú nè thuốc con nè đây nè tự nhiên cái dừa nó ra tuột nó ra 4-5 tuột nó xuống nó mua luôn bà con nó, con nhớ không lầm nha nó như nó mua xong rồi nó mua như bạc tỷ luôn có nghĩa là nó mua về của nó chú ở sao chú không cái đó chú mày chú đừng nói ai lát hả lát ta chỉ rồi coi thiệt cái bộ cũng như nguyên một buồn vậy ha là nửa buồn xanh nửa buồn đỏ rồi, ngon vậy rồi nửa có buồn đỏ hết buồn xanh xanh hết rồi có nửa trái đỏ nửa trái xanh có ngộ rồi trời ở chạy đây chút xíu con ấy con đi bờ đó có gì chú bán nhiều để con mày, không con ra giá luôn trời 200 triệu rồi chạy luôn 200 triệu ông nói 150 mấy giờ mấy vừa ông nói ông về ông cỏ cái ông cái đám kia nữa cái vừa đột biến bên Bến Tre là nó mấy cái tược là nó vô nó mua tới luôn á mấy mày đó là ta làm ta trả tiền cho ông bán ở đó không mai giờ được giá cái bữa tới rồi ông đâu có ra ông đâu có gì đâu mà bán ừ nha nhà tao có duyên không mà nói vậy dạ hả chị hai tao chị luôn rồi biết không à chú à còn dạy không chị chị luôn chỉ dạy 576 trời ơi trời tới giờ trời chú à con năm con mới dạy có hai mấy năm à chỉ về hôm nay tại 60 năm rồi dạ phải rồi là học trò đi bên chợ là thầy giáo phụ giáo là học trò thì dạ thì đó là dạy chung với bà xã con ở trong khu phố thì đó anh ba thì về thị trưởng phường Nhân Phú anh, dạ rồi đúng rồi thì em bảo vậy hả con vừa đó có cô nào cũng già tóc bạc rồi có một lần con có ghé thăm ổng ta gì vậy cô gì
chú cũng đi làm việc, là chú nghỉ, chú đi bộ đội, chú về. Ba hồi đó ba làm việc lệnh 185 mới tới Trung Mỹ đâu. Dạ. Học cấp 3 năm chú làm đó. Về làm mới cải. Cở lại cái 185 điện tích cái điện. Để đưa về điện tích. Qua 586 nhập điện về Long Hồ. Về Long Hồ hôm qua về Long Hồ 2 năm mới đợt. 2 năm mới đợt thì về trở về Mãn Thất. Ở dựng rất là kỹ cạn ở chỗ Thanh Bình đó, chỗ Chiến Tiết với Quỳnh Hiệp á. Dạ. Hồi đó là Chiến Tiết là mới có mới vô mới xuất hiện à. Rồi về huyện, về huyện cái lợi rồi về làm hạ cho xã An Phước, về làm cho xã An Phước. Rồi lên Tư Thạch làm một chặp rồi đâu 2 năm lên Tư Thạch nữa. Nó đi trạm á. Hồi đó là ta làm hồi đó là còn công ty còn bao cấp. Rồi qua làm tới năm 91, 92 nghỉ. Hồi đó là phía trước là cái đường nhựa, bây giờ đó là cái lộn lộ làng ngày xưa bình thường hả chú? Đâu cái đó, cái lộ... Sao, hay là sau này? Lộ phương pháp đó là chú. Là cũng có đồ đá rồi. Ờ, có đồ đá cỏ. Đồ đá rồi. Rồi còn tàu pháp rồi. Dạ. Yeah.